Cách chọn chồng của cô gái đã đẹp lại thông minh. Ba chàng trai cùng theo đuổi một cô gái. Cô gái nói, sau khi các anh đi một vòng quanh thế giới trở về, em sẽ đưa ra câu trả lời. Thế là chàng trai thứ nhất bắt đầu hành trình thăm thú châu Âu rồi sang châu Mỹ. Chàng trai thứ hai hăm hở khám phá châu Á rồi sang châu Úc. Chàng trai thứ ba chỉ đi một vòng quanh cô và nói, em chính là thế giới của anh. Cô gái vô cùng cảm động với chàng trai thứ ba, đôi mắt đẫm lệ và cuối cùng cô ấy quyết định chọn lấy chàng trai giàu nhất trong ba người bọn họ.